Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Vào ngày 23 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn claim một NFT Zuzo Bounty này các bạn. Thì bạn nào đã có claim con NFT Zuzo này thì mình video này mình sẽ hướng dẫn các bạn bán nha các bạn. Thì để bán được thì các bạn mở địa chỉ với chút wallet của mình ra nè các bạn. Các bạn chọn vào một đáp nè. Rồi các bạn dán cái sàn Zuzo Swap nó vào nè các bạn. Rồi các bạn gỡ đi các bạn. Sorry các bạn, Zuzo Bounty nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect nè. Rồi bạn connect với chiếc chút connect của tất cả các bạn nè các bạn. Thì hiện tại thì sau khi các bạn connect xong thì nó sẽ hiện Mi Balance của bạn là một token NFT nè. Thì các bạn nhấp vào các bạn. Rồi mình là con Zuzo Iron Bounty có ký hiệu là 30275. Thì để chắc chắn được thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè các bạn. Các bạn vào một NFT market nè các bạn. Rồi mình quên luôn rồi các bạn. Đây thì có nhiều bạn bán con Zuzo NFT này khoảng 18.000 token Zuzo khoảng 1.53 một đô gửi, 0.5 đô không ai mua nữa, là tại 0.04, 0.05. Và các bạn đây mình set con Zuzo mình là tin ký hiệu máy 35. Để mình tìm con Google của mình các bạn, 30275 và đây là 5. Để mình coi mình bán giá thấp hơn những các bạn trên đây mình có thể mấy có thể xả được người ta các bạn. Ông này bán Zuzo gì đâu mà tới 300 lẻ mấy đô vậy ta. 87 đô. Rồi các bạn tìm các bạn. Rồi thì tóc cần NFT Zuzo này các bạn có thể tách qua cái đồng Zuzo, nhưng mà cái đồng Zuzo cái này cái đồng coi gác bán cũng không có cái giá trị gì bao nhiêu, nên mình khuyên các bạn xả mẹ nó thôi, sức nào mà buôn những cái tóc cần thứ này. Rồi các bạn bấm vào một bài Zuzo này các bạn. Ơi sorry các bạn, sorry các bạn, các bạn nhấp vào ba cánh cùng các bạn. Các bạn bấm vào billing bot nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào mini NFT của mình các bạn. Rồi đây thì bằng gì bấm sell thôi các bạn. Thì tất cả các bạn dưới đây thì các bạn chọn là 12 giờ, 24 giờ này ngày hay giờ. 12 giờ, 24 giờ, 3 ngày, 7 ngày các bạn, thì mình sẽ chọn 7 ngày đi các bạn. Bán thời gian lâu chút xíu. Thì các bạn sẽ bán qua tốc cần Zuzo người ta bạn. Thì các bạn muốn bán bao nhiêu thì các bạn bán. Đâu mình bán thử 500 thôi các bạn. 50.000 thôi. Khoảng 4 đô. Không biết có ai mua hay là không. Rồi mình bấm confirm thôi. Không mua thì bỏ nó hoài, treo hoài. 0.9. Rồi các bạn muốn chấp thuận luôn nha các bạn. Những tóc cần NFT thế này khó bán lắm các bạn. Rồi mình đã sell rồi đó các bạn. Thì mình đã sell lên chợ NFT nè các bạn. Để mình chết rồi. Sau khi các bạn bấm sell xong thì các bạn vào cái đây kiểm tra nha các bạn. Activity nè. Rồi hiện tại thì trong vòng thời gian của mình nó đang chạy, đang bán nè các bạn, đang rao bán nè. Mình bán 50.000 tốc qua tốc cần Zuzo nè. Thì sau này có người mua thì tự động tốc cần Zuzo sẽ dí cho các bạn. Rồi các bạn lên sàn Bankai Swap, các bạn swap qua bên biên cho các bạn. Bán NFT này cũng khá là dễ dàng. Nhưng mà đòi hỏi có ai mua hay là không. Mình khuyên các bạn nên bán giá thấp thôi các bạn, bán khoảng 2-3 đô, 1-2 đô, 2-3 đô thôi các bạn. Còn các bạn bán giá cao quá thì nó treo trên sàn Zuzo này hoài đấy. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.